Quang xin được test thử bộ sản phẩm rất chi là gọn gàng, đơn giản và chất âm cũng rất hay. Cặp loa BIK của Nhật Bản, mã 668, dòng loa thủ cần rất đẹp. Và chiếc đẩy loa đàn kinh đặc biệt nhất là được sử dụng con vang số của 3G Audio, dòng vang số rất dễ chỉnh nhá, rất dễ chỉnh mà chất âm nó tuyệt vời hay. Giá tiền thì cực rẻ, siêu rẻ, trong tầm tiền 1.3 triệu. Tổng bộ sản phẩm này nó chỉ rơi vào tầm khoảng chưa đến 10 triệu ạ. Em nhầm qua, loa đẩy vàng chưa đến 10 triệu mà nó cực hay luôn các bạn. Loa thì loa xịn rồi, đẩy đàn kinh vàng, vâng nhá. Không bao giờ có giá nó rẻ như này, chưa đến 10 triệu mà các bác được sử dụng toàn hàng xịn sò. Loa BK này, đẩy đàn kinh này, vàng bãi, tuyệt vời chưa các bác? Mời các bác thưởng thức chất âm này. Dòng vang 3G này bên Ngọc Quang rất là sẵn các bác nhá. Các bác, các anh chị em nào có nhu cầu về cái sản phẩm đặc biệt là vang 3G, dòng vang rất là hay, giá tiền rẻ 1.3 triệu thôi. Vâng, giá tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy trên tấm biển này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.